trở lại channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với mấy farm bí ngô. Thì đây là mấy farm dưa hấu mình đã hoàn thành trong cái bữa mình truyền hình trực tiếp. Thì hồi bữa mình làm 5 tầng, thì bây giờ mình đã làm thêm 5 tầng nữa để nhìn cho nó đẹp. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm mấy farm bí ngô với kết cấu y chang như bên này luôn. Chúng ta sẽ làm không khác gì bên đó hết, chỉ có điều là màu kem thôi. Đây, đầu tiên chúng ta cần phải có cái chân tháp. À, chỗ này phải đập ra nè. Không để chỗ đó, để cho nước nó chảy xuống. Sau đó là chúng ta lên 1, 2, 3. 3, tạm thời là như vậy. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái máy này thì có một, mình coi trên YouTube thì có một số người làm là nó tự hoạt động liên tục luôn, nhưng mà mình không có thích như vậy, tại vì nếu mà hoạt động liên tục thì nó sẽ làm cho cái thế giới của mình nó lag lắm. Ví dụ như mình đang ở nhà đi thì cái máy này nó sẽ chạy liên tục thì nó sẽ làm nó gây lag. Còn của mình làm theo thiết kế khác thì nó có một cái nút bấm như vậy nè. Ví dụ mình khi nào mình bấm nút thì nó đó nó mới hoạt động đó, sau đó nó thả dưa hấu ra rồi mình tới mình nhặt. Còn đây là mình chưa có làm hệ thống chuyển đồ ra nên nó còn chưa có cái gì hết. Nhưng mà nếu mà mình gắn cái hệ thống chuyển đồ vô thì nó sẽ tự chuyển vô hết mấy cái rương, mình không cần phải tự nhặt nữa. Đấy. Chúng ta qua đây coi một tí. Mình sẽ làm ngược lại là bên này. Một, hai. Đây. 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 Ở đây chúng ta cần có một cái máy so sánh đá đỏ. Đây. Chỉ vô đây, cái máy này chỉ ra đây để hệ thống tự bật và tắt đó. Ở đây là cái nút rồi, ở đây mình sẽ lót hết, hình như là bên này lót hết nè, đó đúng rồi, lót hết màu kem luôn đó. Chúng ta sẽ lót hết, không phải lo gì hết. Ý. Đây. Ê, chúng ta làm thiếu đá đỏ rồi. Ở đây sẽ có một cái máy lọc đá đỏ chỉ vô đây. Máy ê, một cái máy chỉ ra, một cái máy chỉ hình như là ở đây. Không. Để mình vô đây mình coi thử. Đây. Một cái máy chỉ ra, một cái máy chỉ vô. Ok. Ok. Máy chỉ ra, một cái máy chỉ vô là đúng rồi nè. Nhưng mà hình như chỗ này nó bị sai sai, mình phải làm ở trên nó mới đúng. Hình như là vậy. Tại vì cắm ở dưới mà. Để mình quay mình coi lại. Đúng rồi, phải lót hết luôn. Đúng rồi. Mình tưởng không có lót cái chỗ này. Phải lót hết. Lót hết mới đúng. À. Ở đây máy vô nè, một cái máy ra nè. Ở đây cũng có một cái. Đây. 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 Rồi, đây có một cái. Hay đúng không ta? Là cái này qua đây, là cái này như vậy, cái này như vậy, hình như vậy mới đúng nè. Mình thử coi.
Đã lấy một cái cục đá làm cái phiến. Đây. Gắn vô đâu rồi? Đây. Bên này không sáng. Tại sao? Quay mình coi lại. Cái gì vậy? Ủa, nó sáng nè. Bình thường nó vẫn sáng. Đúng mà. À, thì ra phải có cục này để nó nối điện thì nó mới sáng. Thiệt tình. Để mình làm thêm mấy cái đuốc đá đỏ nữa. Đâu rồi? Hết rồi. Để mình qua kia lấy que. Đây. mình sẽ cần nhiều lắm. Tại vì tí nữa lên trên cũng cần nhiều. Thôi cứ làm hết đi. Là tính tiếp 36 cây cũng không đủ đâu. 60 mấy cây ấy. Rồi. Đầu thôi. Đặt một cây lên. Đặt một cục. Đặt một cục nè. Rồi bắt đầu. Hình như là đây một cái điện sáng. Cái điện sáng thì ở đây tắt này. Ở đây tắt thì ở đây là chỗ đặt tông. Tông ấy, mình quên làm tông kết dính. Để mình đi làm tông kết dính cái. Quên trước, quên sau. Vẫn còn đủ 40 cục luôn. Hên quá. Đây. 40 cục mới đủ. 40 cục là 10 tầng. Mình sẽ làm 10 tầng cho nó bằng bên dưa hấu luôn. Bằng bên dưa hấu hai cái đủ xứng nó mới đẹp. Chứ không sẽ bị xấu. Đúng. À, phải đặt ở trên này luôn. Rồi. Ấy. Hình như là ở đây. Làm sao nhảy lên đây? Đấy. Ok luôn. Bên này cần à có bên này là cắm cái đuốc vô nè. Đấy. Có. Vậy luôn rồi cho đập cái cục ở đây đi đây đây ở đây đặt bê tông nè đây nối lại hết luôn rồi ấy làm sao để đặt cục bê tông ở đây. Rồi, tuyệt vời. Đặt cục này lên, đặt cục này lên. Đặt tiếp cục này lên. Xe qua kia đây, rồi. Đặt lên. Lấy đá đỏ. Đá đỏ nhảy qua đây.
đặt ở đây đó, vậy là chúng ta đã xong được một tầng rồi đó. Tiếp tục nè, đặt cái đuốc ở đây, sau đó đặt lên đây. Ở cái tầng 2, bắt đầu từ tầng 2, các bạn lưu ý nha, chúng ta phải dùng cái phiến đá để chúng ta đặt ngay chỗ này, để dẫn điện qua, để đặt cái bít tông ở đây. Nếu như mà không xài cái phiến đá là chúng ta sẽ bị dính, nó bị dính mấy cái bít tông lại với nhau, nó không có chạy được. Các bạn lưu ý nha. Chỗ này cũng làm cái này luôn cho nó đẹp. Ý gì vậy ta, để xuống lụm mấy cái lên gì, nghe tiếng nhện nhện. Zombie. Này thì zombie zombie léo nhéo này. Mình hình như chỗ này không có cái này gì á. Lụm cũng lên, lụm cũng lên. Hại, lụm cũng lên hả, này thì lụm cũng lên đây. Đây mình đặt đất luôn để chúng ta khỏi phải mất công đặt đất sau này. Quên lấy cái cây kia để mình cuốc rồi mình trồng luôn. Đâu rồi, để đâu rồi cái cây đó, cây gì ta, cái cuốc á, cái cuốc để cuốc đất á. Như mình để bên kia rồi, mình qua mình lấy cái. Đây, ok, ăn miếng ý, tự nhiên đặt đất ra. Kẹp đất ăn à. Đây ăn miếng khoai tây bỏ lò tuyệt vời. Đây, chúng ta lên tiếp tục công việc nào. Thì chúng ta nên vừa làm vừa trồng luôn thì nó sẽ tiết kiệm, ý nhảy vô nó hư luôn, tiết kiệm được thời gian, chứ nếu không thì nó sẽ lâu lắm. Đó, chúng ta chỉ cần đặt bốn góc thôi, không cần đặt mấy chỗ kia, vậy mình phá luôn. Rồi ở đây mình sẽ đặt half slab, cái phiến để chúng ta đặt gọi là cái gì ta, đặt mấy cái cái đường điện lên để cho bê tông nó khỏi bị kẹt. Nếu mà đặt chung với lại một khối luôn nó sẽ bị kẹt, nó kẹt thì nó sẽ không hoạt động được. Ý rồi, ta gắn vô đây. Ở đây thiếu rồi, ta cần thấy công đoạn này hơi mất thời gian một tí, nhưng mà cũng không sao. Chứ mình thiếu đuốc đã đỏ rồi. Đó. Sau đó chúng ta đặt redstone lên thôi. Đã đỏ.
Đặt y như dưới ý. Rồi, còn các tầng khác thì cứ làm tương tự như tầng này thôi. Là ok. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy lên tới tầng 10 thôi. Đó, là xong. Ta sẽ quay lại khi mà mình hoàn thành xong 10 tầng. Chúng ta sẽ qua cái máy máy gì ta? Quên mất. À, cái máy frame xương rồng. Đúng rồi. Đợi mình hoàn thành xong 10 tầng các bạn. Đầu. Ok. Mình đã làm gần xong rồi đây. Đây là tầng thứ 9 nè. Còn một tầng nữa là đủ tầng 10. Đây. Đây sắp xong rồi. Cố lên. Cố lên nào. Trời ơi, nó lâu kinh khủng. Ý. Cái nội nhảy qua nhảy lại không chóng mặt rồi. Chịu không nổi.
quay này lại không là thấy muốn né thở rồi. Tầm đầu đây 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 đất rồi. Mình tưởng là chưa gắn mấy cục len vô trong cái bê tông ở dưới nhưng mà gắn rồi. Còn tầng nữa thôi, cố lên nhanh chóng nào. Đây, 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 đây. Sắp xong rồi. Đây. Đuốc đâu? Đây. Đây để đầu đây 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 ơi ôi xỉm rớt. Gắn liền vô mấy cái này. Đợi. À đúng rồi. Ta làm đúng rồi. Gì đâu cần gắn ở đây nữa. Hết rồi. Đúng không? Ủa? Đúng rồi, chúng ta hết rồi. Hình như bên kia mình thiếu mấy cái miếng phiến đá cho nên nó xấu. Thiếu mấy cái phiến đá nên nó xấu. Giờ làm sao cho nó đẹp? Với mình à, bây giờ mình phải làm giống bên kia luôn, không giống mà không được. Không giống là nó sẽ xấu, vậy là ở đây phải đập ra nè đúng không ta? Đây đập ra vô như vậy đó. À, đây đập cái này ra. Đó. Đó. Đấy. Tuyệt vời chứ còn cái gì nữa. Vô. Vô rồi sao nữa. Coi coi. À. Bây giờ phải vô giữa. Ý. À. Đúng
Lượm hết mấy cái này lại ra. Vậy nè, đã. Ok. Đấy. Xong. Đổ nước vô nữa là xong. Đó. Này ở trên nữa. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái máy phim bí ngô. Giờ chúng ta xuống test thử. Rồi, nước đang chảy xuống. Bình tĩnh chờ đợi. Chè, chúng ta để bên này khó test à nha. Nhanh chóng. Ok. Ý. Biết có trái bí ngô nào chưa ta? Chưa có trái nào hết. Rồi, giờ chỉ việc trang trí chống bên này nữa thôi là xong. Đâu rồi? Mấy tấm bảng đâu rồi? Đây. Cần có một vài tấm kính. Để cái phiến đá hình như nó không đẹp lắm. Chắc là mình phải lên mình gỡ cái phiến đá cho nó giống bên này luôn. Không thể nào khác thường được. Đây, vô chặn nước lại cái coi. Ý. Lộn. Rồi. Ủa phải không ta? Gì sai sai rồi đó. Có gì đó sai sai rồi đó. Rồi. Bốn luôn. Bịt cái này luôn. Mới gì? Tại sao không? Bên này không bịt luôn ta. Có len đây mình vô mình bịt luôn. Tự nhiên chỗ này không bịt. Nó xấu lắm. Bịt ở đây luôn. Một ba. Đó. Trời ơi. Tuyệt con mẹ nó vời. Tời. Tời con mẹ nó vời. Rồi. Xong. Chúng ta đã xong. Chúng ta test lần nữa nè. Ok. Chúng ta đã có rồi, chúng ta đào chút xuống xuống tí để chúng ta gắn cái tấm bảng vô để cho nước nó khỏi chảy ra nữa. Đấy. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ làm đường dẫn nước sau. Chúng ta đợi chúng ta hoàn thành hết bốn cái máy luôn rồi chúng ta sẽ làm luôn. Đây. Ăn một cái đã. Mình lên mình đập mấy cái phiến luôn cho nó giống bên kia cho nó đẹp. Rồi
Ok, thì clip này đem ra kết thúc. Chúng ta sẽ làm mấy frame mí và mấy frame xương rồng ở tập sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu cảm thấy hay thì like và nhớ click theo dõi. Ngoài ra nếu có thể các bạn nên chia sẻ video clip của mình cho các bạn của bạn cùng xem. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng gặp lại các bạn ở clip lần sau. Bye bye!